Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tài Nghệ An, chương trình do Quỹ Tâm Tài Nghệ An phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện và được phát sóng thường kỳ vào 21 giờ tối thứ ba của tuần thứ nhất và 22 giờ của tối thứ ba tuần thứ ba hàng tháng trên sóng của Đài Truyền hình Nghệ An, Đài Truyền hình Cáp Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Cáp Việt Nam. Thưa quý vị các bạn, đang có mặt trường quay và cùng chia sẻ về chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Huế, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ. Xin chào chị Nguyễn Thị Huế. Nguyễn Hương được biết là mới đây thì Quỹ Tâm Tài Nghệ An đã tôn vinh và tặng thưởng để ghi nhận những cái đóng góp của chị trong cái lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho chị là chị đến với nghề từ khi nào? Xin chào anh Hương và chào quý khán giả đang xem chương trình. Thì Thiên Huệ từ lúc con nhỏ ấy, Thiên Huệ đã thừa hưởng được cái những cái làn điệu dân ca từ chị, từ mẹ và từ ba của Thiên Huệ. Thì lúc con học ở cấp 1 ấy cho đến cấp 2 thì tất cả các cái buổi văn nghệ thì đều được nghe, lắng nghe những cái làn điệu dân ca, và từ đó thì Thiên Huệ cảm thấy là Thiên Huệ rất là thích. Thì lúc được về xem cái vở Cô Gái Sông Lam ở đầu tiên của năm mới học cấp 3 ấy, thì lúc đó là chị nghệ sĩ nhân dân Hồng Lưu bây giờ là chị con ó của Thiên Huệ, và về diễn thì Thiên Huệ đã trộn cha mẹ và trộn gia đình đi xem. Thì Thiên Huệ thấy là lúc lên hóa trang, mọi người hóa trang, Thiên Huệ thấy là mọi người rất là đẹp, rất là rạng ngời, và Thiên Huệ thấy đi xem, thấy Thiên Huệ chén vào để mà xem. Thì chén lẫn cái sự đó thì Thiên Huệ nghĩ rằng là thấy mọi người diễn trên sân khấu, Thiên Huệ cứ chăm chú xem và đi vào lòng của Thiên Huệ từ lúc nào không biết. Thì năm đến Thiên Huệ học lên cấp 3 và hết năm 11 thì Thiên Huệ đã có một cái lớp tuyển dân ca. Thì năm đó là năm 2001 thì Thiên Huệ cũng xin cha mẹ được xuống Vinh và tuyển dân ca. Thì Thiên Huệ đã trúng vào cái lớp tuyển dân ca năm 2001 cho đến 2005. Thì từ đó Thiên Huệ đã đi vào dân ca và yêu thích dân ca từ đó. Chúng ta đến với nghề bằng sự đam mê, đúng không ạ? Đam mê từ những cái sự ngọt ngào trong những cái làn điệu dân ca, và đam mê cả với những cái ánh đèn sân khấu, với những cái hình tượng nghệ thuật, đúng không ạ? Kịch, ca kịch dân ca hẳn nhiên không phải là công việc hot, có thể nói như vậy, trong cái xu thế mà các bạn trẻ hiện nay lựa chọn. Vậy thì Huế có thể chia sẻ với quý vị khán giả đang xem đài về cái sự lựa chọn của mình, tại sao lại như vậy? Đúng là cái thế hệ trẻ bây giờ không được ưa chuộng dân ca, tại vì là thế hệ trẻ bây giờ thích nhạc bốc này, nhạc rock, nhạc rap, và thích nhảy nhót thế này thế nọ. Nhưng mà đối với dân ca thì đó là cái sự giá diệt sâu lắng, cho nên là không phù hợp với cái giới trẻ dân ca lắm. Nhưng mà đối với Thiên Huệ thì dân ca có một cái sức hút rất là kỳ lạ. Thì ngay từ lúc nhỏ Thiên Huệ đã yêu dân ca, và dân ca đã đi vào lòng của Thiên Huệ. Cho nên đó là cái sự lựa chọn mà Thiên Huệ nghĩ rằng là sau này Huệ ước ao được rằng là Huệ sẽ làm được người diễn viên như chị của Thiên Huệ này. Và cũng là cũng như bao người diễn viên khác thì là Thiên Huệ thích được lên sân khấu và nhìn cái ánh đèn sân khấu, truyền tải được cái nỗi lòng, tâm tư, tình cảm. Và cái dân ca nghệ tĩnh thì nó sâu lắng, giá diết. Thì thế hệ trẻ bây giờ Huệ hy vọng rằng là sau này cái sự lựa chọn vào dân ca của Thiên Huệ thì sẽ đem là lại cái gì đó để cho thế bà bạn trẻ là sẽ yêu thích dân ca hơn. Thì đối với Thiên Huệ thì dân ca là cái tâm hồn, là diện mạo, là cốt cách của người dân xứ Nghệ. Thì đi đâu dù uống nước dân ca, uống dòng nước sông Lam, thì ngay cả bất cứ đi chỗ nào khi nghe, khi cất lên cái dòng điệu thì người ta đã biết được rằng đó là cái làn điệu dân ca của xứ Nghệ. Cho nên là Thiên Huệ hy vọng rằng là sau này cái bộ môn dân ca sẽ đưa vào trường học, và để cho thế hệ trẻ và sau này các thế hệ trẻ đi đâu rồi cũng sẽ nghiêng về dân ca, và người ta đi ra người ta nghe được cái giọng nói của mình thì người ta biết được đó là người Nghệ An. Và khi văn nghệ hay là tất cả các cái chương trình gì liên quan đến văn nghệ thì đều con người xứ Nghệ có thể là đưa được cái giọng nói, tâm tư, tình cảm của mình bằng cái chất giọng dân ca. Chưa ai biết nước sông Lam răng là trong, răng là đục.
thì biết sống cuộc đời rằng là nhục thì là chứ thuyền em lên thác xuống gánh nước non là nghĩa là tình mà ai Vâng, xin cảm ơn Huế, hết sức là ngọt ngào. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện mà chúng ta đang trao đổi. Thái độ của gia đình, anh em hay là bạn bè đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của bạn là như thế nào? Ngay từ lúc Huế học hết lớp 11 ấy, thì có một cái lớp tuyển đó thì Huế đã xin gia đình. Thì tất cả mọi người, anh chị thân thiết của Huế ấy, đã rất là ủng hộ, đồng viên. Nhưng mà đối với cha của Thiên Huế thì cha Thiên Huế nói rằng là mong cho Thiên Huệ học một cái nghề khác đi, không không được theo nghề cá hạt. Cha Thiên Huệ có nói một câu rằng là không được đi, cái nghề cá hạt là nghề sướng cá vô loài, cho nên là Thiên Huệ cũng rất là buồn. Nhưng mà sau đó Thiên sự lựa chọn của Thiên Huệ, và Thiên Huệ nghĩ rằng và đã thuyết phục được cha. Và sau đó khi Huệ xuống học được năm thứ hai thì cha Huệ có nói rằng một câu là thôi thì đã chọn một cái nghề nào thì nhất quyết là phải theo và trau dồi cái nghề đó. Thì Thiên Huệ cũng có một cái động lực rất là lớn, và sự ủng hộ của tất cả mọi người thì cha Thiên Huệ cũng đã đồng ý. Và Thiên Huệ cũng hy vọng rằng là bằng cái sự cố gắng và chân trau dồi, động viên là của tất cả mọi người thì không phụ lòng của cha cũng như sự mong mỏi của mọi người, cho nên Thiên Huệ đi vào dân cá và Thiên Huệ sẽ cố gắng trau dồi tất cả từ đạo đức, tư cách cho đến nghiệp diễn của mình, để làm sao đó được truyền tải được cái nỗi lòng, tâm tư, tình cảm để cho khán giả được hiểu về dân ca hơn. Có thể nói rằng là trong bước đường thành công và trong bước đường mà chúng ta đi đến tương lai thì có rất là nhiều khó khăn. Điều quan trọng nhất là mình có cái sự đam mê, đúng không ạ? Vắn với nghiệp diễn thì Huế phải thu xếp cái công việc gia đình như thế nào để có thể hết mình với nghệ thuật mà vẫn có cái thời gian để có thể chia sẻ cùng với gia đình? Thiên Huệ xin được chia sẻ đó là Thiên Huệ rất là may mắn, tại vì là ông xã của Thiên Huệ là cùng nghề của Thiên Huệ, cho nên là sự đồng cảm và chia sẻ, sự đồng cảm và chia sẻ rất là dễ dàng hơn. Thì có sự hỗ trợ của ông bà nội, ông bà ngoại, thì lúc sinh con cho đến ấy thì có ông gửi về ông bà nội lúc nào đi diễn. Thì trước đây thì chồng Thiên Huệ cùng đi diễn cùng với đoàn, và hai vợ chồng cùng đi diễn thì gửi con cho ông ba, cho nên là ông ba cũng rất là thông cảm. Đó là cái điều quan trọng nhất. Và thứ hai nữa là cách đây 2-3 năm về lại đây thì chồng Thiên Huệ chuyển về phòng. Thì lúc Huệ đi diễn thì có chồng ở nhà hỗ trợ con, cho nên là sau bóng dáng thành công của Huế là có cái sự điểm tựa rất là vững mạnh từ vững chãi từ ông chồng, đúng không ạ? Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải hài hòa được, đúng không ạ? Xong công việc hết cái đam mê thì chúng ta phải trở về với đời thường ngay. Trong cái bảng thành tích của bạn thì thành tích nào để lại cho bạn cái ấn tượng nhất? Trong bảng thành tích ý, thì năm 2010 Thiên Huệ được huy chương bạc đầu tiên khi vào nghề, cho đến năm 2004 đến nay thì Thiên Huệ được huy chương bạc đầu tiên, và đến năm 2013 vừa qua Thiên Huệ được huy chương vàng. Và để lại cho Huệ ấn tượng đó là cái huy chương vàng sau này á, thì Huệ không nghĩ là Huệ sẽ được huy chương vàng đâu, tại vì là Huệ động thế. Và thứ hai nữa là giáo một cái trọng trách lần đầu tiên Huệ động một cái vai diễn chính, cho nên Huệ rất là lo sợ. Lúc ban giám đốc trao cái kịch bản cũng nói là thấy người này người khác, nhưng mà khi đến tay Thiên Huệ thì là giao lúc sáng, thì Thiên Huệ buổi chiều lúc Thiên Huệ phải lên sân diễn và về phải học cả ngày cả đêm, thì Thiên Huệ nghĩ rằng là phải phấn đấu làm sao đó để cho
không phụ lòng của ban lãnh đạo cũng như là tất cả mọi người xung quanh, thì Tiến Huệ rất là cố gắng, và khi đọc được Huy chương vàng thì Huệ cả rất là xúc động, vì đó là để lại ấn tượng nhất, mà cái vai diễn đầu đời cũng là cái vai diễn chính đầu đời của Tiến Huệ, thì đó là cái sự ấn tượng và sự cố gắng cũng như là sự động viên khích lệ ưu ái của tất cả mọi người dành cho Tiến Huệ, và Tiến Huệ có cái ấn tượng và rất là cảm động, thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho Tiến Huệ cái điều đó. Đó là vai diễn chính trong cái tác phẩm. Tác phẩm Đương đua trong bóng tối nói về cái sự tranh đua giành giật về cái chức này chức nọ, cho nên là cũng rất là căng thẳng. Và cho nên là khi đã thành công được cái vở diễn đó thì Huệ cũng rất là bỡ ngỡ, vì là mình một vai động thế mà mình không thể là Tức là diễn mình được, chưa có cái sự chuẩn bị tâm chưa thế có ngay sự, từ đầu đúng dạ không ạ? đúng rồi, Nhưng mà ngược lại là với cái sự đam mê nghề nghiệp dạ và nghệ thuật của mình, rồi với sự nỗ lực cố gắng, và một điều hết sức quan trọng đó là cái lao động nghệ thuật dạ nghiêm lao túc đúng không ạ? động, dạ Chúng đúng ta rồi, sẽ có thể đi đến thành công. Như vậy là 2010 thì chúng ta đã có huy chương bạc, dạ 2013 thì chúng ta có huy chương vàng để tham gia cùng với chương trình Tâm Tài ngày hôm nay, và bạn cũng là một trong những nhân vật được quỹ Tâm Tài Nghệ An trao thưởng. Bạn chia sẻ một chút về cái quan điểm suy nghĩ của mình. Dạ. Thì năm vừa rồi ấy, thì các năm khác ấy, không có cái quỹ tâm tài đâu. Quỹ tâm tài vừa thành lập được một Một năm năm nay. là đúng không? Nhà thì Thiên Huệ cũng rất là vui mừng cũng như bao người khác, thì qua cái sự khích lệ động viên và làm cho một người có đóng góp cho quê hương cũng được thêm phần khích lệ, đó là cái niềm động viên không những là của cải mà là bằng cái Rất lớn về mặt tinh dạ thần. bằng cái tinh thần, để cho những người như Huế, không những Huế mà cả cái cơ quan ngành khác, giáo dục cho đến thể thao, thì người ta có một cái động lực để ngày càng tiến tiến thêm và có một cái niềm đam mê hơn, vì có cái sự động lực đó, để cho cũng cảm ơn cái quỹ tâm tài vừa rồi đã trao thưởng và tôn vinh những cái người có đóng góp cho quê hương đất nước. Mục tiêu của quỹ Tâm Tài là hướng đến vì quê hương thân yêu, Dạ đúng rồi. vừa hỗ trợ động viên khích lệ cho những cái cá nhân, những cái tổ chức, những đơn vị có cái thành tích Dạ đúng xuất rồi. sắc đối với quê hương, và việc cả huy động những cái tài năng đó để góp phần để xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn nữa. Dạ đúng rồi. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn Huế đã cùng đến và chia sẻ câu chuyện về nghề nghiệp của mình, và xin chúc cho Huế cũng như là gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và Huế sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình, và sẽ không quên đồng hành cùng với chương trình Tâm Tài của chúng tôi đúng không Dạ, gia ạ? đình Và ạ. một lần nữa thì Nguyễn Hưng cũng thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau vào chương trình này kỳ tới.